Vâng, xin chào bà con và các bạn. Thì hôm qua thì tôi thấy là có một bạn có hỏi chúng tôi là cái cách thu hoạch giun tinh để làm sao mà nó không ảnh hưởng gì đến cái lứa thu hoạch tiếp theo. Thì thực ra thì cái này nó rất là đơn giản, tuy nhiên là một số các cái bạn mà mới nuôi giun thì chúng ta chưa nắm được cái quy trình cũng như là cái cách thu giun. Thì dẫn đến là các cái lứa sau đó bị ảnh hưởng. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách chi tiết để trả lời câu hỏi của bạn cũng như là làm cái video tham khảo cho tất cả các cái bà con chúng ta sắp tới sẽ nuôi giun. Thì đầu tiên thì cái chu kỳ khai thác của giun quế này thì mỗi một lứa nó khoảng độ từ là 40 đến 50 ngày. Thì lứa đầu tiên thì sau khi thả giống là khoảng độ 50 ngày thì chúng ta sẽ khai thác, và khi khai thác thì xong thì lứa tiếp theo sau đó nó khoảng độ 50 ngày nữa. Tuy nhiên thì khai thác làm sao đúng cách thì bây giờ đến đây quý vị bà con và các bạn đang nhìn thấy đây là cái luống giun quế đấy ạ. Đấy thì cái phần trên mặt như này bà con đang nhìn thấy đó là cái lớp sinh khối. Thì về cơ bản theo như lý thuyết thì chúng ta sẽ lấy cái phần sinh khối, tức là cái phần mà 7 đến 10 cm ở trên bề mặt, chúng ta lấy ra ngoài cái khu vực nó có ánh sáng đây, thì chúng ta sẽ trả cái bạt ra đây. Đấy là khu vực có ánh sáng thì chúng ta lấy ra để chúng ta giải cái lớp sinh khối này ra ngoài cái khu vực có ánh sáng kia khoảng độ 5 phút thì con giun nó sẽ có hiện tượng là sợ ánh sáng và nó sẽ chui đùn xuống phía dưới. Thì sau đó chúng ta sẽ gạt một lớp cái phân trên bề mặt, chúng ta gạt gạt trở vào lồng nuôi. Thì thực ra làm cái như vậy thì cũng được, tuy nhiên là làm như thế nó hơi mất thời gian. Thì thay vào đó là bà con chúng ta trước khi thu hoạch giun khoảng 2 ngày, thì khi mà giun đã ăn hết trên bề mặt này thì bà con sẽ cho ăn theo cái mô như này đó. À, đây như này thì cái vị trí này là vị trí này không có không cho ăn thì cái lượng giun nó rất là ít, thì chúng ta sẽ không lấy phần này, chúng ta chỉ lấy những cái phần buổi trước chúng ta cho ăn. Thì buổi trước chúng ta cho ăn thì đến hôm nay nó ăn tương đối là hết. Thì chính những cái vị trí này là những cái vị trí mà tập trung rất là đông, tập trung rất là dày những cái con giun. Thì chúng ta chỉ việc lấy những cái phần đó ra ngoài của ánh sáng này để chúng ta nọc lấy con giun tinh. Thì như vậy là chúng ta không phải lấy toàn bộ hết cái lớp sinh khối trên bề mặt, bởi vì lấy hết thì nó sẽ nhiều mất thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì đằng nào thì khi chúng ta thu giun xong thì chúng ta vẫn phải lựa một cái lượng giun bố mẹ nhất định ở trong cái huống này, chứ chúng ta không thể nào thu được hết. Bởi vì nếu chúng ta thu được hết và chỉ để lại phần trứng kén ở trong luống giun này thì nó sẽ rất là ảnh hưởng cho đến cái lứa thu hoạch tiếp theo. Bởi vì trong cái luống giun này mà chúng ta thu hết giun bố mẹ rồi thì cái lượng sinh sản ra cái giun con mà trứng kén lứa tiếp theo nó rất là chậm. Chính vì vậy là những cái chỗ như thế này là những chỗ chúng ta không cho ăn, còn lại một vài con giun thì chúng ta sẽ để lại trong cái luống này làm giống cho lứa sau. Đấy. Thì để bà con hình dung để chúng ta vừa thu hoạch được giun cho cái lứa này mà vừa không ảnh hưởng gì cho cái lứa sau. Thì đó, cứ thế thì bà con cứ bốc ra ngoài ánh sáng này để khoảng độ 5 phút thì chúng ta sẽ gạt nhẹ nhàng gạt qua gạt lại một vài lần lớp phân trên bề mặt, thì để chúng ta đổ quay ngược trở lại đây thì cái phần còn lại sẽ là còn giun tinh. Thì đấy là toàn bộ những cái cách mà chúng ta thu giun, nó rất là đơn giản và nó không ảnh hưởng gì đến lứa sau. Một cái lưu ý cực kỳ quan trọng là bà con không không được thu hết, tức là không được thu nó kiệt quá, kiệt con giun quá ở trong giun đó. Thì trên đây là cái chia sẻ của chúng tôi, thì hy vọng nó sẽ giúp ích được cho bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.